Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Gái của kẻ tử thù. Hứa Quân Dao vừa bước ra khỏi ngự thư phòng thì gặp ngay Trung thư lệnh Đường Tùng Niên đang sải bước đi ra. Nàng dừng bước, trên khuôn mặt đoan trang lập tức xuất hiện một nụ cười. Hóa ra là Đường đại nhân, Lâu ngày không gặp bản cung thấy đại nhân có vẻ gầy đi nhiều thì phải. Mặc dù thôi đại nhân là học trò của ngài nhưng hắn đã mắc phải sai lầm lớn, nay rơi vào hoàn cảnh này cũng là do hắn tự gieo gió gạt bão mà ra. Đại nhân là giường cột nước nhà, là cánh tay phải đắc lực của bệ hạ, bệ hạ thánh minh ắt sẽ hiểu rõ vụ này không liên quan đến ngài, thế nên đại nhân hà tất phải lo lắng quá nhiều. Giọng điệu của nàng chẳng hề có chút hơi ấm nào nhưng trên mặt lại tỏ vẻ quan tâm thân thiết. Lão thần tự thấy hổ thẹn khi để thuộc phi nương nương phải lo lắng như vậy, lão thần sợ hãi. Hai bên tóc mai đã điểm bạc rơi xuống theo hành động cúi xuống hành lễ của đường tùng niên, nói xong ông còn học vẻ quan tâm của nàng, kính cần nói. Lão thần nghe nói phượng thể của nương nương không tốt, lòng thần lấy làm lo lắng lắm. Sắp tới, trong cung sẽ bận rộn chuẩn bị cho ngày tam hoàng tử ra đời, nương nương một mình quản lý lục cung sẽ càng thêm mệt nhọc, chỉ mong nương nương chú ý giữ gìn phượng thể, cũng sớm ngày vì bệ hạ hoài long thai. Nụ cười trên khuôn mặt của hứa quân dao lập tức vụt tắt, lòng đầy buồn bực, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi, chỉ nói. Tạ ơn những lời may mắn của đại nhân. Đại tổng quản nội thị đứng bên cạnh vội rụt cổ lại, cúi đầu thấp đến nỗi cảm muốn dính vào cổ, hắn vờ như mình không nghe thấy gì cả, không nghe thấy nửa chữ hai vị chủ nhân này đều là người tâm ngoan thủ lạt, hai bên mạnh mẽ đâm đao vào người nhau, đao nào cũng hung ác, cứ nhắm chỗ nào đau thì đâm. Đao của hai người xẹt qua nhau, trong con mắt của đối phương thấy được một ngọn lửa đang bốc lên, nhưng trên mặt hai người vẫn giữ nguyên nụ cười sán lạn. Đợi tiếng bước chân sau lưng đi xa, hứa quân giao dừng bước, hơi quay người nhìn về phía thân ảnh mà nàng cực kỳ căm hận kia nhưng không ngờ đối phương cũng dừng bước và quay người lại, đúng lúc ánh mắt chạm nhau. Ông đáp lại ánh mắt của nàng bằng một nụ cười đầy ý vị. Nàng cười lạnh một tiếng. Lão già chết tiệt, lão cứ diễn tiếp đi, lần này ta chỉ làm lão tổn thất một cánh tay, kế tiếp sẽ để lão phải khóc ròng. Bỗng nàng cảm thấy ít hầu khô ngứa, vội lấy khăn che miệng ho khan một cái, cùng nữ chết liễu tiến lên dìu nàng, lo lắng nói hình như hôm nay nương nương ho dữ hơn hôm trước nhiều, phải mời thái y đến cẩn thận trần trị lại lần nữa, nếu có vấn đề phải đổi toa thuốc ngay. Không sao cả. Nàng thờ ơ khoát tay, nghĩ tới thời gian gần đây mình vịn cớ điều dưỡng thân thể để lập nhiều kế hoạch, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn. Nàng nhìn về phía công phượng tảo với đôi mắt phát sáng. Chỉ có điều, nàng không thể ngờ được căn bệnh mà nàng cho rằng chẳng có gì đáng ngại, đã trở nặng hơn cào ngay sáng hôm sau, nó làm toàn thân nàng trở nên yếu ớt, bùn rùn vô lực. Cho dù như thế, nhưng nàng chỉ cần nghĩ tới thánh chỉ sắc phong hoàng hậu sẽ nhanh chóng được ban xuống, tâm trạng nàng không mảy may bị ảnh hưởng. Nương nương, không ổn, không ổn rồi. Đang cao mày uống một bát thuốc đen xì thì nàng thấy chiết liễu vội vã đi vào, nàng lau nhẹ khóe môi, bình tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? bệ hạ đã hạ chỉ phong hậu ở trên triều, ngài, ngài ấy muốn sắc phong thẩm tiệp dư thành hoàng hậu. Cạnh. Một âm thanh lành lành vang lên, bát thuốc trong tay hứa quân dao rơi xuống đất. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ muốn phong thẩm tiệp dư làm hoàng hậu. Nàng sửng sốt mà nhìn chằm chằm chết liễu, cơ thể run lên nhẹ nhẹ vì kinh ngạc tột độ, nàng chỉ mong sao chính mình đã nghe nhầm. Vâng thánh chỉ đã được ban xuống rồi à, bệ hạ còn giao cho khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đại điển phong hầu. Triết liễu mặt như đưa đám trả lời. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, bệ hạ rõ ràng đã. Không có khả năng, không thể nào. Chấp niệm trong nhiều năm bỗng nhiên tan vỡ, sắc mặt hứa quân dao trắng bệnh, mồm lầm bầm. Nàng chợt nhớ đến nụ cười đầy ý vị của đường tùng niên, đôi mặt đột nhiên trợn to đường tùng niên, là đường tùng niên lão già chê tiệt kia kia. Lão đáng chết đã làm hỏng chuyện tốt của bản cung, bản cung cùng hắn thẻ không hai. Khổ khổ khổ, khổ khổ khổ. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong ngực làm nàng ho kịch liệt. Sau đó, nàng chợt cảm thấy hít thở không thông, mắt tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi của các cung nữ. Nương nương trong lúc đang mơ màng ngứa quân giao cảm nhận được hình như có giọt nước rơi xuống mặt mình mang theo một cảm giác ẩm ướt trời mưa sao nàng có chốt mờ mịt bên cạnh vang lên tiếng khóc thảm thiết của nữ tử hòa với tiếng nghẹn ngào của phụ nhân phụ nhân cô nương nàng đã ra đi rồi nói bậy người nói bậy bảo nha của ta chỉ đang ngủ thôi các người không được quấy dày con bé phụ nhân vẫn còn đương sắc giọng nói khàn đặc, nàng vẫn cố chấp ôm chặt đứa bé vào trong lòng, lệ nóng tuôn rơi. Hứa quân dao nhíu mày khi bị ghìm đến khó, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi trên mặt mình dinh dính toàn nước, thế là nàng dẫy dụa theo bản năng, quát. Lớn mật, người nào mà dám vô lễ như thế? Ngay sau đó, nàng hoảng sợ phát hiện rằng trong miệng mình chỉ phát ra những tiếng oe oe của đứa trẻ mới sinh, càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, khi nàng vất vả lắm mới mở được hai mắt ra, lại phát hiện mình bị một phụ thân trẻ tuổi ôm chặt vào trong ngực với khuôn mặt đầy nước mắt. Phu nhân, cô nương, cô nương cử động, cô nương động đậy rồi. Thị nữ ngạc nhiên đến nỗi hét âm cả phòng. Các người mau, nhanh đi gọi đại nhân đến, nhanh đi mời đại phu. Phụ nhân kích động kêu lên. Ngoài phòng, một nam tử mặc trường bào màu lam tràm, hai mắt hắn đỏ hoe, hai tay đang giấu trong tay áo nắm chặt lại. Nữ nhi bảo bối mà hắn đã vất vả trông mong từ lâu. Ông trời sao mà tàn nhẫn với hắn quá? Đại nhân, cô nương tỉnh rồi, cô nương tỉnh rồi. Đột nhiên, có tiếng thị nữ từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa kêu to. Hắn hít thở khó nhọc, vội vã quay người lại, lao vào phòng như tên bắn lại nói, hứa quân giao bị phụ nhân trẻ tuổi ôm chặt vào lòng, chung quanh là những tiếng kêu vui mừng, trong lòng nàng vừa quính lại vừa sợ, nàng cực lực dãy rùa. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Buồng bản công gia. Những người bên ngoài không nghe thấy tiếng gào to của nàng mà chỉ nghe được những tiếng khóc que oe. Phu nhân, nhà đầu bảo bối của chúng ta. Vào đúng lúc này, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập đang tiến vào cùng với giọng nói khàn khàn của nam tử. Phu quân, Bảo Nha còn sống, nữ nhi Bảo Nha của chúng ta còn sống. Nguyễn Thị vừa khóc vừa cười nói. Từ khi nghe đại phu nói nữ nhi không qua khỏi, phu nhân hắn đã nói như thế vô số lần, nhưng không ai tin nàng ấy cả. Mọi người đều nói với nàng rằng Bảo Nha của nàng đã qua đời rồi. Vẫn sống, nữ nhi của chúng ta vẫn còn sống nhìn thấy chân tay bé xíu của nữ nhi nhà mình đang quơ loạn trong lòng phu nhân nam tử vừa mừng vừa sợ nói năng không còn lưu loát nữa trong vòng ôm của nguyễn thị khuôn mặt của hứa quân dao đỏ bừng lên vì một ngạt chân tay nàng đang không khua loạn để thoát khỏi vòng tay của vị phụ nhân này khi nghe thấy giọng nói của nam tử nàng dùng hết sức bú sữa để xoay chiếc cổ nhỏ bé của mình về phía nam tử dù cho bàn mặt kia của đối phương có hóa thành cho, nàng cũng vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt đang xuất hiện trước mắt mình, nàng không thể nhịn được nữa mà hướng về phía đối phương ra sức dẫy rùa. Đường tùng niên, lão già thối tha. Bản cung và người quyết không đội trời chung. Cô nương làm thế này là muốn phụ thân bế đấy ư. Hạ nhụ mẫu đưa tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, cười nói nô tỷ thúy vân đứng bên cạnh cũng đang cắn khăn tay khóc giấm dứt đường tùng niên theo bản năng đưa tay đón lấy đứa nhỏ bé bỏng yếu ớt rồi ôm vào lòng mình vừa chạm vào bé con hắn cảm nhận được cơ thể ấm áp của nữ nhi vành mắt hắn nóng lên suýt nữa thì bật khóc trong mắt của hứa quân giao lúc này toàn là khuôn mặt của người mà nàng hận nhất vì thế khi vừa rơi vào cái ôm rắn chắc của nam tử nàng liền ra sức cào đá hắn ta liên hồi lão già chết tiệt làm hỏng việc tốt của bản cung lão già đáng hận nàng mưu đồ hậu vị nhiều năm mắt thấy hậu vị sắp đến tay thậm chí nàng còn nhìn thấy trong chiếu chỉ phong hậu của bệ hạ viết tên nàng nếu không phải tại lão già thối này gây trở ngại thì nàng đâu đến nỗi bị một người không đủ tư cách như thầm tiệp dư đánh bại chứ nàng càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng hận vì thế càng cố gắng dùng hết sức bú sữa đánh về phía đối phương chỉ tiếc rằng dù nàng có dùng hết sức chín châu hai hồ của mình thì đối với đường tùng niên mà nói đến cả tư cách gãi ngứa cho hắn nàng cũng không đạt đường tùng niên nhìn bộ dạng nhanh nhẹn của tiểu nha đầu đang khoa chân múa tay trong ngực mình tâm trạng vẫn luôn xoắn suýt của hắn cuối cùng đã được thả lỏng hắn khịt khịt mũi cố nén nước mắt vào trong không biết từ lúc nào mà trên mặt hắn đã xuất hiện một nụ cười hạnh phúc hắn khàn giọng nói a như nhìn này chân tay bé nhỏ của bảo nha thật là có sức, có sức sống như vậy, hiển nhiên là đã sống lại. hắn đã nói rồi mà, nữ nhi của hắn phúc trạch thâm hậu, há có thể yếu mệnh được chứ? phúc trạch thâm hậu ý chỉ người được tổ tiên ban phúc che chở, phúc cao đức dày, hứa quân giao. vì sao trong lòng nàng đột nhiên tuyệt vọng như thế? rồi lại có một loại cảm giác bị kẻ thù không đội trời chung coi thường là sao? Rõ ràng nàng đã từng chèn ép lão già thối này xém chút nữa đi tong mũ cánh chuồn mà. Mắt Nguyễn Thị ngập nước, muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng tắc đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu liên tục. Một hồi lâu, nàng mới lau đi nước mắt, ôm nữ nhi đã thấm mệt vì hết đấm lại đá trong lòng phu quân ra niềm hạnh phúc khi mất đi rồi cô lại khiến nàng giờ khóc giờ cười, vì thế mà nàng càng ôm chặt nữ nhi hơn, như thể sợ con mình bị ai đó cướp mất. Hứa quân dao mệt đến nỗi cổ họng hức hức, nhưng nàng vẫn căm phẫn mà đường tùng niên mắng hắn một trận oe oe oe, cho đến khi bị Nguyễn Thị đặt trên giường nhỏ mới thôi. Nằm trên giường, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng là một lão đại phu với mái tóc hoa dâm hình như là do một nha đầu ở trong phòng đã mới đại phu đến bắt mạch cho nàng nàng chớp chớp đôi mắt thờ phì phò trong đầu vẫn là một mảnh mông lung cũng không thèm để ý đến đại phu đang bắt mạch cho mình đại phu tiểu nữ thế nào rồi không có gì đáng ngại chứ một lát sau lão đại phu với mái tóc hoa dâm thu lại bàn tay trần mạch đường tùng niên vội vàng hỏi luôn thật sự là kỳ lạ lão đại phu lầm bẩm một mình sau đó hắn giọng nói chúc mừng đường lão gia lệnh thiên kim không còn gì đáng lo rồi đường tùng niên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm hắn vội cảm tạ đại phu rồi phân phó hạ nhân đang mừng rỡ đứng bên cạnh tiễn đại phu ra về trên giường nhỏ bấy giờ hứa quân giao đã hiểu rõ được tình cảnh của bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra không ngờ nàng lại nhập vào thân thể của đứa con gái chết yêu của lão già chết tiệt này, thay thế đứa nhỏ ấy trở thành con gái của hắn. Mà lão già rốt nát này thoạt nhìn con trẻ thế nhỉ? Loại chuyện kỳ lạ này nếu không phải tự mình trải nghiệm, đánh chết nàng cũng không thể tin được. Nếu như nàng không nhớ nhầm thì lão già chết tiệt này có đường con cái đơn bạc, dưới gối chỉ có một nhi tử độc nhất, cũng chính là nhi tử của chính thê thậm chí đến thời điểm nàng bị đoạt mất hậu vị, lão già tầm thương này cũng chưa từng nạp thiếp. Nàng mở to đôi mắt sơn mài để tập trung sắp xếp lại những ký ức trong đầu, hoàn toàn không đếm xỉa tới phu thê đường Nguyễn đang dùng ánh mắt cưng chiều, tràn đầy sủng ái mà chăm chú ngắm nhìn mình. Xưa nay, đường Tùng Niên vốn là người yêu thương nữ nhi hết mực, song hắn còn vừa trải qua một phen đại bi đại hy. Đúng lúc bắt gặp nữ nhi đang chờ mình, hắn cảm thấy thích thú lắm, lại thấy con bé chu cái mông nhỏ về phía mình, đôi bàn chân nhỏ bé ngẫu nhiên hất hất lên, hắn nhất thời không kìm được sự cưng chiều mà cúi người xuống, ôm bàn chân nhỏ bé bướng bỉnh của nữ nhi vào trong lòng, lại nhịn không được mà hôn lên đôi chân của con. Thoạt tiền hứa quân dao ngẩn ra, tiếp đó thì giận tím mặt, thế là nàng dùng hết sức bú sữa mà đạp một cước vào mặt của đối phương. Láo sược, lão già thối tha dám khinh bạc bổn cung. chương 2, đặt tên. Đường Tùng Niên bị nữ nghi đá, chẳng những không cảm thấy con bé ngang bướng, mà ngược lại hắn còn vui mừng hớn hở nắm lấy bàn chân nhỏ bé đang làm chuyện xấu của tiểu nha đầu liên tục hôn xuống mấy cái. Chụt 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 chụt, cứ như thế cho đến khi đầu hứa quân giao tức đến bốc khói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng hướng về phía hắn mắng một trận que oe oe. Nguyễn Thị lau nước mắt, dịu dàng ôm nữ nhi vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của con. Giọng nói vẫn mang theo tiếng nấc sau khi khóc nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng ấm áp không sao tả nổi. nha đầu xấu xa này, suýt nữa dọa chết nương rồi. Tiếng que 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 của nàng đột nhiên dừng lại, cơ thể hứa quân dao cứng đờ, đưa tay lên mặt sờ lấy sờ để vào chỗ vừa bị hôn, sau đó nàng chép miệng vài cái, lẩm bẩm vài câu rồi chờ mình trong vòng tay của Nguyễn Thị. Thôi kể, nể nỗi đau mất đi con gái của phu nhân này, bản cung tạm thời không so đo với ngươi. Nha đầu bảo bối tỉnh rồi sao? Lại một phụ nhân khác vội vã bước vào sốt ruột hỏi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nương yên tâm, lúc nãy đại phu đã đến trần mạch, nói là không còn gì đáng ngại. Đường tùng niên tiến ra đón, vừa dìu bà vừa nói. Vương thị nhẹ nhàng thở ra, hai tay lập tức hợp thành hình chữ thập, miệng lầm bầm một câu ông trời phù hộ ông trời phù hộ khi ôm cháu gái nước mắt nàng bỗng dưng tuôn trào vì vui sướng phải một lúc sau mới lau hết nước mắt và nói ta phải đi chùa triều vân để làm lễ tạ ơn mới được chúng ta xác thực phải đến triều vân quán làm lễ tạ ơn mới được lão phu nhân phu nhân hai người nhìn xem bùa hộ mệnh trong túi như thể đã bị lửa đốt xém một góc có khi nó đã thay cô nương chắn khỏi kiếp nạn này Thúy Văn đột nhiên chen miệng nói. Đường Tùng Niên cùng mẹ chồng nàng dâu Vương Thị nhìn qua, quả nhiên nhận ra bùa hộ mệnh vẫn luôn giấu trên người nữ nhi bị cháy xém một góc, thật sự giống như từng bị đốt qua một lần. Đường Tùng Niên hiếm khi sừng sốt như vậy, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, lực chú ý của hứa quân giao đang bị thu hút bởi một thằng nhóc bên người Vương Thị. Thằng nhóc này khoảng chứng 4 tuổi, da thịt mềm mại trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm thịt, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang chớp chớp, thoạt nhìn vừa nhu thuận vừa đáng yêu. Ngay sau đó, nàng liền thấy thằng nhóc đó chạy bình bịch về phía này, thằng bé nắm lấy tả váy của Nguyễn Thị lắc lắc làm nũng, gọi. Nương ơi! Hứa quân giao trợn to đôi mắt. Nương! Lẽ nào thằng nhóc này chính là nhi tử hồ ly đường Hoài Châu của lão già thối này? Thằng nhóc này nhiều lần giúp lão già thối đối phó với nàng, làm cho nhân thủ trong cung, ngoài cung của nàng bị tổn hại nặng nề trong tay hắn. Nhìn thằng nhóc tròn như viên thịt đang bám lấy Nguyễn Thị làm nũng, lại nhìn khuôn mặt tròn xoe của hắn, nét mặt hứa quân giao có chút khó diễn tả bằng lời. Cho dù là ai thì cũng không thể liên kết viên thịt nhỏ tròn xoe trước mắt này với tiểu đường đại nhân phong độ người người, ngọc thụ lâm phong người đã làm sốn biết bao tâm hồn của quý nữ kinh thành là cùng một người. Nhìn tiểu đường đại nhân trong bộ dạng tròn vo múp míp. Sao lòng nàng cảm thấy có chút tan vỡ? Mặc kệ trong lòng vẫn còn bí bách, hứa quân giao cũng không thể không thừa nhận rằng mình đã trở thành nữ nhi chết yêu của đường tùng niên. Vì sinh non nên tiểu cô nương này vừa ra đời thân thể và xương cốt đã yếu ớt, thỉnh thoảng lại bị ốm một trận, bởi vậy bé con vẫn luôn được chăm sóc tỉ mỉ. Trùng hợp là hứa quân giao cùng tiểu cô nương có nhũ danh là Bảo Nha. Này sinh cùng năm với nhau, về phần các nàng có sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng hay không thì hứa quân giao cũng không biết được. Dù sao đến cả nguyên quán của mình ở đâu, phụ mẫu của mình là ai, nàng cũng không nhớ được. Ngay sau đó, nàng cũng đã làm rõ chức quan hiện nay của đường Tùng Niên bấy giờ hắn đang làm huyện lệnh của huyện An Bình quản lý địa bàn Phủ Hà An. Trong trí nhớ của nàng, chức quan đầu tiên của lão già chết tiệt này khi mới bước vào quan trường là huyện lệnh của huyện An Bình. Một nhà năm người của đường Tùng Niên đều ở trong huyện Nha, đường Mẫu Vương Thị, phu nhân Nguyễn Thị của đường Tùng Niên và hai nhi nữ. Trong phủ, trừ tạp dịch ra còn có lão bộc lư đầu phụ trách đánh xe, sai vặt mặc nhiên, hạ nhụ mẫu và thị nữ Thúy Văn. Bích Văn. Lúc này là kiến trương năm thứ năm, ngồi trên điện Kim Loan hiện giờ vẫn là thái tổ hoàng đế đại tề, mà hoàng đế phu quân của nàng lúc này vẫn chỉ là một thằng nhóc bú sữa mẹ. Đại tề kiến quốc đến nay đã được 5 năm, năm, mặc dù Trung Nguyên vẫn chưa thể khôi phục được thời kỳ phồn thịnh, nhưng dựa vào việc các nạn dân lần lượt trở về quê hương khơi lại cơ nghiệp, làm cho khắp nơi đều hiện ra một mảnh sinh cơ. Thêm nữa, triều đình cũng lần lượt ban bố hàng loạt các chính sách khôi phục sản xuất lấy lợi ích của người dân làm gốc những ngày tháng sau này của bách tính có thêm hy vọng thì tự nhiên ai nấy cũng chăm chỉ làm việc hơn huyện an bình tuy ở cách xa kinh thành nhưng không phải là nơi hoang vô cằn cỗi hơn nữa đường tùng niên vốn là người có năng lực lại làm việc rất linh hoạt nên kể từ khi hắn nhận chức đến nay sớm đã quản lý huyện an bình trở nên gọn gàng ngăn nắp Hứa quân giao cũng không ngạc nhiên vì điều này. Dẫu sao, có thể làm được tới chức trung thư lệnh, lại còn lấy được lòng tin của hoàng đế, bản thân lão già thối này ắt phải có năng lực và thủ đoạn cực cao. Chỉ có điều, thân là một đứa bé vừa tròn một tuổi không lâu, thân thể này vẫn còn rất yếu, thế nên chuyện ăn uống. Đi. Đứng của nàng đều được người khác chăm sóc. Tuy nàng đã từng trải qua ngày tháng được người khác hầu hạ khi còn là hứa quý phi, nhưng nàng vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Đã biến thành một đứa bé không biết nói chuyện, không biết đi lại, mặc cho người ta xoa tròn vê nắn thì thôi đi, nhưng khiến hứa quân giao tức nghẹn nhất chính là đứa bé này là con gái ruột của kẻ thù không đội trời chung với nàng. Mỗi ngày nàng không những phải đối mặt với bản. Mặt mo khiến nàng cực kỳ căm hận, mà đôi khi còn phải chịu đựng những hành động. Quấy giày Của đối phương như véo mặt, bóp tay, ôm ấp đủ kiểu, xém chút nữa làm phổi của nàng tức đến nỗi nổ tung. Càng khiến cho nàng tức hộp máu chính là, nàng càng tức giận càng phản kháng thì lão già chết tiệt kia lại càng cười đến mức thích ý. Chẳng hạn như lúc này, nhân lúc bọn thị nữ đều ra ngoài, đường tùng niên đón lấy nữ nhi từ trong lòng Nguyễn Thị, Hứa quân dao đương nhiên không thèm khách khí, nàng ra sức dẫy rủa trên tay hắn, đánh đá liên hồi, lại còn oe oe mắng hắn một trận. Nhìn đối phương chẳng những không mảy may bực bội, mà còn lấy làm vui sướng hơn, thấy thế nàng tức đến đến mức cắn một phát vào cổ hắn ta. Cười cười cười, cười cái gì mà cười, ta cắn chết lão già thối nhà ông. Sau một hồi sửng sốt, đường tùng niên lập tức lao đến chỗ Nguyễn Thị đang gấp quần áo nói, gia triều đắc ý nói: phu nhân nàng nhìn này bảo nha vừa hôn ta xong ta nói bảo nha thích phụ thân nhất mà nàng cứ không tin cơ rõ ràng mỗi lần tiểu nha đầu này thấy phụ thân đều vui đến mức khoa chân múa tay hứa quân giao ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu bản cũng phải kiềm chế nguyễn thị cười lắc đầu sau khi cùng nữ nhi vui đùa một lúc đường tùng niên mới đem tờ giấy trong ngực đưa cho Nguyễn Thị, hắn nâng niu tờ giấy như thể một bảo vật, trên giấy viết to ba chữ tuệ, giao, thù. Ta đã chọn cho Bảo Nha mấy cái tên, nàng xem đi, xem chữ nào hay nhất. Theo bối phận của cô nương trong phủ, chữ quân hàng hậu bối có, quân tuệ, quân giao, quân thù. Nguyễn Thị khẽ đọc, nhất thời cũng có chút lưỡng lự. Hứa quân giao thì ngây ngần cả người, món tay bụ bẫm chỉ về phía tờ giấy trong tay Nguyễn Thị kêu a à a. À. Đường Tùng Niên cười nói. Bảo Nha làm vậy là muốn tự mình chọn à? Cũng tốt, thế thì để con tự mình chọn đi. Hứa Thị cũng cảm thấy có ý tứ, đưa tờ giấy chìa ra trước mặt con, ôn nhu dỗ dành. Bảo Nha thích tên nào? Hứa quân giao không chốt do dự chỉ về phía một cái tên. Giao, quân giao, đường quân giao, rất tốt. Vậy thì gọi con là đường quân giao. Đường Tùng Niên đọc thầm vài lần, càng đọc càng cảm thấy chọn cái tên này là sự lựa chọn sáng suốt. Hứa quân giao biểu cái miệng nhỏ xíu. Bản cung là hứa quân giao, còn lâu mới phải đường quân giao. Nàng quay mặt đi chỗ khác. Mắt to chừng lớn. Về phía. Châu ca đang ngồi trên ghế đôn trống. Huỳnh muội hai người nhìn nhau một hồi. Châu ca nhi, sao, cảm thấy không còn thú vị, bèn tiếp tục cúi đầu chơi con hổ vải trên tay. Sao, tên cộng ca nhi, cách gọi tên con trai khi còn bé thời nhà tống. Hứa quân dao cũng di chuyển ánh mắt, vỉnh cái mông nhỏ bắt đầu bỏ đi bỏ lại trên giường, nàng dự định sẽ luyện tập chân tay nhiều hơn để sớm ngày biết đi, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái của. Loài bò sát Đường tùng niên thân là quan lớn, hiển nhiên công vụ bận rộn, hắn chỉ có thể bớt chút thời gian cùng thê nhi vui đùa một lúc rồi phải đi ngay. Mà Nguyễn Thị cũng có rất nhiều việc trong phủ cần phải xử lý, nàng không có nhiều thời gian dành để ở bên nhi nữ, bởi vậy đành để cho thị nữ Bích Văn đưa hứa quân giao vào vườn tập đi, Châu Ca Nhi 4 tuổi cũng vui vẻ quắp đít đi theo sau bọn họ. Trong vườn, hứa quân giao bước đôi chân nhỏ ngắn bụ bẫm siêu siêu vẹo vẹo học đi, thỉnh thoảng bị ngã cũng không khóc, nàng phùi mông xong liền bỏ dậy tiếp tục đi làm cho bích văn đứng cạnh cảm thấy rất tự hào dù sao vẫn còn nhỏ tuổi hứa quân giao đi được một lúc liền cảm thấy mệt mỏi dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất nhờ đó nàng mới chú ý đến châu ca đang nằm bò dưới gốc cây chăm chú chọc phá tổ kiến nhìn thấy châu ca đang cầm cành cây nhỏ trong miệng đang nghiêm túc lẩm bẩm một cái gì đó rất thú vị lại liên tưởng đến dáng vẻ phi phàm của tiểu đường đại nhân nàng rốt cuộc nhịn không nổi mà cười ra tiếng tiếng cười trong trèo êm ái của nàng du dương khắp trốn cũng làm cho bích văn nhoẻn miệng cười từ lúc nào không hay đường tùng niên đường tùng niên ngươi đứng lại cho ta ngươi đừng có mà không biết tốt xấu nếu không nể tình chúng ta là huynh đệ chuyện tốt như vậy sao có thể rơi xuống đầu ngươi ngươi đứng lại cho ta bên kia vườn hoa bỗng nhiên truyền đến tiếng thờ hồn hền của nam tử làm cho nụ cười của hứa quân giao tắt múm trong nháy mắt ý tốt của đại ca ta xin nhận chớ nói ta có thể gom đủ năm ngàn lượng bạc hay không cho dù có gom đủ thì ta cũng không bao giờ tiêu tiền vào chỗ đó đường tùng niên dừng bước cười lạnh nói cái gì gọi là chỗ đó chỗ đó thì có làm sao thái tử chính là người kế vị thiên hạ này ngày sau đều là của người đệ thân là thần tử giờ có thể cống hiến ngân lượng cho thái tử điện hạ đó chính là vinh hạnh của đệ đường bách niên cố gắng đè xuống cơn tức giận và trả lời thái tử điện hạ là kẻ nào nói với đại ca số ngân lượng này được dâng lên cho thái tử điện hạ lời nói sằng bậy như vậy mà đại ca thế mà cũng tin được ư đường tùng niên cười diễu một tiếng đường bách niên bị hắn chặn họng đôi mắt híp lại không đợi hắn nói tiếp đường tùng niên lại cười lạnh nói. Chỉ sợ là cái vị ngô chi phủ kia vẽ cho đại ca một cái bánh nướng lớn, lừa đại ca ra sức đắp tiền vào đó. Sợ là đến cuối cùng đại ca không chỉ mất trắng ngân lượng, ngược lại còn dính phải tanh tưởi khắp người. Ta tặng đại ca một câu, làm người vẫn nên làm đến nơi đến chốn mới tốt. Đường Bách Tùng cả giận nói. Ta vốn có ý tốt mà ngươi lại nói những lời vô lễ như vậy. Trước đó ngươi đắc tội với ngô chi phủ, trong lòng hắn đã ghi nhớ tên của ngươi rồi. Nếu bây giờ ngươi không thức thời, chỉ sợ vận làm quan cũng chỉ đến đây thôi. Vận làm quan của đệ như thế nào cũng không nhọc đại ca lo lắng, nếu không còn chuyện gì khác mời đại ca về cho. Đường tùng niên phất ống tay áo, trực tiếp tiễn khách. Chó cắn lá động tân, không biết lòng người tốt. Ta sẽ trông mắt lên chờ xem ngươi có thể làm được chuyện tốt đẹp gì. Đường Tùng Bách nhìn hắn hầm hầm, nghiến răng nghiến lợi ném lại câu này rồi quay đầu đi thẳng. Chó cắn lá động tân, không biết lòng người tốt. Thành ngữ. Chó cắn lá động tân, ý chỉ không hiểu được lòng tốt của người khác. Đường Bách Niên rời đi không lâu, có một nam tử lạ mặt ôn nhuận lên tiếng. Đại lão gia lần này lại chúc Lam Đà Thủy nhất trường không rồi. Sao, giấc Lam Đà Thủy nhất trường không? Trúc Lam đà thủy nhất trường không chu lan ra xoay y chang công, hoặc rút. Gọn là Trúc Lam đà thủy, dùng làn trúc để lấy nước, không được gì cả, hình dung người phí sức lực làm một việc nào đó nhưng không đem lại hiệu quả gì. Những gì thẩm tiên sinh nói cũng là nỗi lo lắng trong lòng ta. Đường Tùng Niên hít một hơi, sau đó lại oán hận mà nói. Đại Ca Ta cứ nghĩ rằng lấy được lòng của Ngô Chi Phủ thì từ nay về sau có thể một bước lên mây tiến vào quan trường, há không biết rằng bảo hồ lột ra. Sao, bảo hồ lột ra? yêu pi, khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể. Vị Ngô Chi Phủ kia cũng thật sự có gan làm loạn, hắn thế mà lại dám mượn danh nghĩa của thái tử để vơ vét lợi ích. Thẩm Minh lắc đầu nói, Đường Tùng Niên hư lạnh một tiếng. Thì núi cao hoàng đế ở xa. Còn có một câu hắn không nói ra, chính là tiền tài mà vị ngô chi phủ kia nhận xác thực sẽ có một phần chảy vào túi của Đông Cung. Thẩm Minh thở dài nói tiếp. Lần này đại nhân cự tuyệt ngô chi phủ, e rằng những ngày sau này khó tránh phải chịu nhiều uất ức, mắt thấy hai nhiệm kỳ sắp hoàn thành, với thành tích của đại nhân vốn có cơ hội thăng quan, mà nay xem ra. Môi mỏng của đường tùng niên khẽ nhếch, không nói gì thêm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 3, đồ của bản cung mà ngươi cũng dám cướp. Hứa quân giao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của huynh đệ đường thị, nghĩ một lúc bèn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đường lão gia có ba nhi tử, trường tử đường bách niên là con vợ cả trần thị, kế tiếp đường trương niên là thứ xuất do thị thiếp sinh ra và người cuối cùng là đường tùng niên do kế thất vương thị sinh. Ngoài ba nhi tử ra, đường lão gia còn có ba nữ nhi, trường nữ cùng trường tử là huynh muội ruột thịt, nàng đã gả cho viên thị lang, nữ nhi thứ hai và nữ nhi thứ ba đều do thị thiếp sinh, nhưng bọn họ đều đã qua đời trong chiến loạn. Đường Bách Nhiên lấy Lý Thị làm chính thê, hiện nay có hai nhi tử và hai nữ nhi, đường Trương Nhiên lấy Lâm Thị làm chính thê, hai người sinh được một nhi tử, còn đường Tùng Nhiên lấy Nguyễn Thị làm chính thê, dưới gối có một đôi nhi nữ đều là con của chính thất. Dựa theo quan sát của nàng mấy ngày nay, cộng thêm cuộc trò chuyện lúc nãy của huynh đệ đường thị, hứa quân giao giám chắc trong đường phủ này không hề yên ổn, đặc biệt là đại phòng và tam phòng đều là con của chính thất, có thể nói là không ngừng gợn sóng. Nàng làm hứa thục phi cả một đời, cũng chỉ thấy gia tộc đường thị nổi lên hai người là phụ tử đường Tùng Niên và đường Hoài Châu, về phần đường Bách Niên và đường Trương Niên chẳng qua cũng chỉ là hạng tép diêu, chẳng thể lọt vào mắt nàng nên nàng không biết là phải. Điều mà... Thẩm tiên sinh lo lắng khi nãy hứa quân giao cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của đối phương hiện giờ là năm thứ năm thái tổ hoàng đế tại vị nhiều nhất là một năm nữa thái tử sẽ bị thụy vương giết chế sau khi mưu hại không thành sau đó thái tổ hoàng đế nhường môi cho thụy vương thụy vương chính là thiên hy đế sau này hay còn là vị thái tông hoàng đế trên sử sách lại nói đường bách niên giận đùng đùng trở về phủ vừa vào đến cổng trong thì nhìn thấy cữu mẫu tiền thị đang ôm cháu trong lòng và hùng hổ quát. Sao, cữu mẫu, mở. Cứu mẫu, Dũng Nhi làm sao thế? Hắn nhíu mày tiến lên hỏi. Nghe thấy giọng nói của đường bách niên, tiền thị vội vàng dỗ dành thằng cháu, đáp. Không có gì, thằng nhóc này cứ đòi ăn bánh hoa quế cho bằng được, nên ta mới nói thằng bé hai câu. Cháu trai cả, cháu vừa đi đâu về thế? sắc mặt của đường bách tùng thoát cái trở nên u ám tiền thị nhận thấy sắc mặt của hắn thay đổi liền suy đoán một chút sau đó thăm dò hỏi chuyện kia không thành hả sắc mặt của đường bách tùng lại khó coi hơn vài phần oán hận mà nói đường tùng niên kia cánh cứng rồi làm gì còn đặt huynh trưởng như ta vào mắt nữa tiền thị cười lạnh nói ta đã nói rồi đôi mẫu tử kia không một ai tốt đẹp cả tục ngữ nói có kế mẫu thì sẽ có cha kế lúc cha ngươi còn sống vương thị kia không ít lần thổi gió bên tay cha ngươi nếu không hồi đó tại sao cha ngươi lại ưu ái đường tùng niên như vậy chứ trước đây khi ở trong phòng nguyễn thị ta đã tận mắt nhìn thấy nàng ta giấu một hộp châu báu cực to mà nàng ta vốn là nữ nhi của một tú tài có gia cảnh xa suốt thì lấy đâu ra nhiều đồ tốt như vậy nhất định là do vương thị đã lấy từ chỗ đồ mà cha cháu để lại rồi tặng cho lại nguyễn thị Ta vẫn luôn đoán rằng mấy năm gần đây chắc chắn Vương Thị đã cuốm rất nhiều ngân lượng để giúp nhi tử của mình trải đường. Chả vậy thì làm sao hắn có thể ngồi lên cái ghế huyện lão gia kia được? Trong con mắt của đường bách niên lóe lên vẻ cay độc, nói. Hắn đã dám động vào đồ của ta thì sớm muộn gì ta cũng đòi lại cả gốc lẫn lời. Tiền thị vừa ý gật đầu. Như thế mới đúng thường thì những kẻ vào cửa sau đều tìm đủ mọi cách để bòn rút của cải mà chính thất để lại cho con cái. Những chuyện kiểu này không phải cháu chưa từng nghe qua, cháu nhất định phải để tâm nhiều hơn, tránh để kẻ khác được hời từ những thứ quý giá mà cha nương cháu để lại. Cứu mẫu yên tâm, trong lòng cháu tự có tính toán. Đường Bách Tùng sầm mặt trả lời. Còn về chuyện kia của cháu, nếu đường Tùng Niên đã không chịu nghe theo, vậy để ta đến chỗ kế mẫu của cháu nghĩ thêm cách khác dù sao ta cũng rảnh rỗi nên sẽ đi giúp cháu một chuyến mắt tiền thị lóe lên vậy thì đành phải làm phiền cứu mẫu rồi sau khi việc thành công ắt có thưởng lớn đường bách niên vui vẻ nói chỉ cần xoay sở đủ ngân lượng hiếu kính ngô đại nhân hắn lập tức có thể thoát khỏi thân phận thương nhân sau này hắn có ngô đại nhân và thái tử điện hạ làm chỗ dựa vững chắc còn phải sợ không có quan to lộc hậu hay sao có được lời hứa hẹn, tiền thị cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bà ta vô cùng khoái chí ôm chặt lấy cháu trai bước ra khỏi cửa, đi thẳng về phía An Bình huyện nha. Sau khi hứa quân giao dùng xong bữa trưa, nàng chìm vào giấc ngủ trong tiếng rỗ dành và động tác vỗ về đầy dịu dàng của Nguyễn Thị. Trong cơn mơ màng nàng nghe thấy chúng nha đầu đang nói chuyện. Huyền đạo trường của Triều Vân quán bế quan rồi, rất nhiều khách hành hương muốn tìm ngài nhưng đều không tìm thấy. Ta nghe nói vào hôm đạo trưởng tuyên bố bế quan, có người nhìn thấy ngài ấy nôn ra máu, cũng không biết có phải đã mắc phải trọng bệnh không nữa. Chuyện này từ lúc nào vậy? Hình như là cái hôm mà lão phu nhân đến chùa tả lệ hay sao ý? Sau khi nàng đánh một giấc no nê tỉnh lại, Nguyễn Thị cũng không để bọn nha đầu chăm sóc mà tự tay giúp nàng mặc quần áo. Sau cùng Nguyễn Thị mở một hộp trang sức, lấy từ trong đấy ra một cái khóa trường mệnh màu vàng rực rỡ nàng trân trọng mà cẩn thận đeo lên cổ nữ nhi. Hứa quân dao ngoan ngoãn ngồi yên để nàng làm. Ôi, ta còn bảo bọn hại nhân nói vớ vẩn. Hóa ra thật sự không sao cả. Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng nói sắc bén của phụ nhân, bà ta vừa nói vừa nhấc chiếc khóa trường mệnh của hứa quân dao lên nhìn. Người vừa lên tiếng là một người đàn bà có thân hình đẫy đà, nhưng vẻ ngoài lại xấu xí khó ưa. Bà ta ôm theo một thằng bé khoảng chừng ba tuổi vào phòng. Phía sau bà ta là gương mặt bất đắc dĩ của Bích Văn. Cứu mẫu đến chơi, mau mời người ngồi xuống. Bích Văn mau đi bê trà vào đây. Nguyễn Thị đứng lên đón khách. Tiền Thị đặt thằng cháu Dũng Nhi xuống bên cạnh hứa quân giao. Ánh mắt sắc nhọn của bà ta lia về phía chiếc khóa trường mệnh đeo trên cổ của tiểu nha đầu, chua xót nói. Đúng là thiên kim của quan gia có khác chỉ cần thích thì lập tức có thể đeo một chiếc vòng vàng to như vậy lên cổ. Nguyễn Thị biết tính cách của bà ta, nên nàng chỉ cười cười không nói thì thêm. Ngược lại, hứa quân dao cười lạnh trong lòng, từ lúc vào cửa bà già này đã đào cặp mắt không ăn phận của mình khắp nơi, vừa nhìn đã biết là người tham lam từ trong cốt tùy. Ta muốn cái này, cả cái này nữa. Thằng bé Dũng Ca Nhi vừa ngồi lên giường đã vươn tay chộp lấy hộp trang sức mà Nguyễn Thị chưa kịp cất đi thoát cái, thằng bé đã cầm trên tay một miếng ngọc hình sư tử được gọt rũa sáng bóng, sau đó thở. Phi phò. Một lát rồi lật tung cả hộp trang sức ra, cuối cùng hắn cầm lấy một hạt đông châu lớn. Đây là của phu nhân chúng ta mà. Bích Văn thấy vậy sốt ruột nói. Ôi chao, nút đồ này phu nhân các ngươi có nhiều mà, nếu trẻ con đã thích cứ cho là được. Tiền thị đảo mắt, vội vàng cắt ngang lời nói của Bích Văn. Nguyễn Thị cười ngượng, tuy rằng đau lòng nhưng cũng không nói gì. Hứa quân dao nhớ mày, trông thấy thằng nhóc Dũng Ca Nhi béo ú lại nhìn chằm chằm vào chiếc khóa trường mệnh của mình, hắn kêu lên. Ta cũng muốn cái này, cái của muội ấy to hơn của ta. Thằng nhóc vừa kêu vừa đưa tay ra cướp lấy. Hứa quân dao lập tức sôi máu, nàng dáng một cái tát lên móng vuốt của thằng nhóc không chút khách khí, rồi dồn sức đẩy mạnh, Nhân lúc thằng nhóc béo u ngã sấp mặt trên giường, nàng nhanh chóng nhặt miếng ngọc sư tử và hạt đông châu mà hắn làm rớt trên giường lên, nhanh nhẹn nhét vào hộp trang sức của nương. Sau đó, nàng ôm thật chặt chiếc hộp trong ngực, nhìn hầm hầm thằng nhóc béo u đang gào khóc thảm thiết. Cây thẳng nhãi danh không biết tốt xấu, đồ của bản cung mà ngươi cũng dám cướp. Ta nói này, đứa nhỏ này của ngươi làm sao thế hả? chẳng qua chỉ là vài món đồ còn con mà thôi, tặng cho anh họ của ngươi thì có làm sao? Thấy cháu trai phải chịu thiệt thòi, tiền thị quính lên, vội vàng ôm lấy thằng cháu, không vừa ý mà giày hứa quân giao. Nguyễn thị lúng túng đứng bên cạnh, nàng thấy Dũng Ca Nhi khóc toáng lên, sau một hồi suy nghĩ, nàng gỡ hầu bao ra và đưa cho hắn một đôi khuyên tai bằng ngọc. Dũng Ca Nhi ngoan, đừng khóc nữa nha, cái này không ngờ rằng khuyên tay ngọc còn chưa kịp đưa cho Dũng Ca Nhi thì đã bị một bàn tay mũm mĩm vươn ra giành mất. Nguyễn Thị nhìn nữ nhi vừa giật lấy đôi bông tay ngọc trong tay mình, con bé đang lao người bò trở về, còn tay thì ra sức ôm chặt lấy hộp trang sức. Nguyễn Thị không khỏi thấy đau đầu, đành phải cố gắng dỗ dành nữ nhi. Bảo Nha nghe lời, mau đưa đồ cho nương nào. Hứa quân dao nhìn nàng kêu hai tiếng a à a. À. Không đưa. Khóc cái gì mà khóc, cái thứ tầm mắt hạn hẹp nhà ngươi, cái gì cũng chưa thấy bao giờ. Thấy con vịt sắp rơi vào tay mình lại bay lên, Tiền thị buồn bực vỗ một phát lên mông cháu trai, tức thì, tiếng khóc của Dũng Ca Nhi vang lên dữ dội hơn. Dũng Ca Nhi nhìn này, bánh hoa quế này vừa ngon vừa ngọt, cháu có muốn ăn thử không? Thúy Văn bưng một đĩa bánh ngọt về phía Dũng Ca Nhi lại hơi khom lưng dỗ dành thằng nhóc béo u khóc lóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem. Dũng ca nhi bị hương vị thơm ngon của đĩa bánh hấp dẫn, tiếng khóc cũng dần dần dừng lại, thằng bé vươn tay toan cầm lấy một miếng bánh nhưng lại bị tiền thị nhéo mạnh mông. Ăn ăn ăn, cái thằng này chỉ biết ăn thôi hả, đến chơi mà cứ đòi ăn như thế, ngươi là ăn mày hả. Bà ta một bên mắng cháu, một bên hung hăng chừng mắt nhìn Thúy Văn rồi lại nhìn về phía Nguyễn Thị Hư lạnh một tiếng, nói. Bọn ta là mấy người nhà quê mới lên, xác thực có chút làm người ta chán ghét, cũng không dám làm phiền quý nhân các người nữa. Nói xong, bà ta tức giận lườm hứa quân dao sau đó dùng sức ôm lấy thằng nhóc Dũng Ca còn đang khóc lóc ầm ĩ rời đi. Nụ cười của Nguyễn Thị đã sắp không giữ nổi nữa rồi. Một lúc lâu sau, nàng thở dài ngao ngán rồi nhìn về phía nữ nhi đang ôm khư khư hộp trang sức nguyễn thị đưa tay nhẹ nhàng véo má tiểu nha đầu một cái nói con nhóc xấu xa sao con lại ngang ngược thế hả phu nhân người sao lại như thế hả người ta đến nhà ngươi cướp đồ ngươi không những không bảo vệ thì thôi sao lại còn trách bản cung ngang ngược phải biết là đối với cái bọn lòng tham không đáy này hễ ngươi nhượng bộ nửa bước nàng ta sẽ từng bước bò lên đầu ngươi tác oai tác quái. Bản cung cả ngày làm việc thiện, phu nhân ngươi chẳng nhưng không biết ơn mà bảo đáp, trai lại còn trách cứ bản cung. Lão già chết tiệt kia thì lòng dạ độc ác, trong bụng toàn là mưu mô quỷ kế, vậy mà lại cưới được một vị phu nhân mềm yếu như bánh bao mặc người ta trà nặn. Nô tỳ nghĩ cô ngương làm thế cực kỳ đúng. Nên làm như thế để lão thái thái đỡ phải coi nhà chúng ta thành kho tiền, cứ cách dăm ba ngày lại đến đây vơ vét đồ đạc. Thị nữ Bích Văn đứng cạnh nói chen vào. Hứa quân giao tặng nàng ta một ánh mắt tán thường. Nguyễn Thị lắc đầu nói. Điều ngươi nói không phải ta không hiểu, chỉ là kia là nhà thân thích, nếu như so đo quá mức, lỡ làm tổn thương mối quan hệ họ hàng với nhau thì quả thật không ổn, cũng sẽ làm cho lão gia khó xử. Sau này nên giấu đồ kín một chút là được. Thân thích cái gì chứ, rõ ràng là thân thích bên nhà đại lão gia có liên quan gì đến chúng ta đâu hơn nữa trên đời làm gì có thân thích nào mà phòng nhau như phòng cướp thế chứ bích văn nói nhỏ hứa quân giao chợt giật mình nhìn nguyễn thị với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành rồi oe oe giáo huấn nàng một trận cái vị phu nhân này bản cung nên nói với ngươi thế nào mới tốt đấy cũng chả phải họ hàng thân thích gì chứ đừng nói đến có làm tổn thương cảm tình hay không đây không phải là tự làm khó mình hay sao? Còn nữa, đồ vật trong phòng của mình thích để đâu thì để, sao mà phải kiêng rè người ngoài? Nguyễn Thị đương nhiên nghe không hiểu lời nàng nói, chỉ nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của con mình phình ra, mồm thì ê a à không ngừng. Nguyễn Thị trong lòng cảm thấy buôn cười, đầy chiều mến nhéo lên hai má phúng phính thịt của nữ nhi. Phu nhân cũng không cần phiền lòng, nô tỳ thấy lão bà kia đi vào trong viện của lão phu nhân rồi, không lấy được vật gì quý giá về bà ta sao có thể dễ dàng cáo từ được chứ bích văn khó nén lời châm biếm phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn